Điện năng lượng mặt trời hiện nay là một giải pháp vô cùng tiết kiệm và thân thiện với môi trường. Trong video lần này thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn một mẫu đèn pha của thương hiệu Yamafuji Solar SFL02. SFL02 thì có hai bộ phận chính là đèn pha và tấm pin năng lượng mặt trời. Đi kèm với đèn còn có điều khiển từ xa và bộ dụng cụ lắp đặt. SFL02 thì có 3 mức công suất là 300, 400 và 500W. Và trên màn hình là thông số kích thước của đèn. Đèn pha năng lượng mặt trời SFL02 là một trong những loại đèn đầu tiên tại Việt Nam đạt tiêu chuẩn quốc tế ROHS, là tiêu chuẩn về công nghệ để có thể xuất khẩu sang thị trường châu Âu. Và bây giờ thì hãy cùng mình tìm hiểu xem mẫu đèn này có những tính năng gì vượt trội. Đầu tiên, về chất liệu của máy khác biệt hoàn toàn với các dòng máy khác trên thị trường. Đèn năng lượng mặt trời Yamafuji Solar SFL02 thì làm bằng nhôm đúc cao cấp. Phía trước của đèn thì được làm bằng gương kính, giúp đèn phát sáng được tốt hơn với phạm vi rộng hơn và xa hơn so với thông thường. Bên cạnh sở hữu lớp kính cao cấp, SFL02 còn được tráng bạc chống lóa, giữ cho đèn sáng ổn định và không gây khó chịu cho mắt. Đặc biệt hơn, đèn đạt tiêu chuẩn IP66 chống thấm nước và chống ăn mòn. Tấm pin của đèn pha năng lượng mặt trời SFL02 này thì có kích thước lớn, giúp hấp thu năng lượng mặt trời được tốt hơn và đảm bảo pin của bạn sẽ được sạch đầy trong ngày. Đèn có thể điều khiển từ xa vô cùng tiện lợi. Với pin lithium Li4Po4 cao cấp, dung lượng lớn, đèn có thể chiếu sáng 2 đến 3 ngày liên tiếp ngay cả trong điều kiện mưa nhiều. Đèn pin năng lượng mặt trời của Yamafuji Solar thì có cảm biến hiện đại, có thể tự động bật sáng khi trời tối. Đèn pha năng lượng mặt trời SFL02 thì có thời gian sử dụng lên đến 50.000 giờ, độ bền 10 năm. Khi mua hàng tại Yamafuji Solar thì bạn còn có chính sách bảo hành dài hạn lên đến 2 năm, cùng một số chính sách mua hàng như sau: hỗ trợ 1 đổi 1 sau 3 ngày nếu phát hiện lỗi từ nhà sản xuất, chính sách giá vô cùng ưu đãi, hệ thống 8 chi nhánh hỗ trợ lắp đặt tận nơi. Như vậy, trong video lần này thì mình đã giới thiệu cho các bạn một mẫu đèn vô cùng hiện đại của thương hiệu Yamafuji là đèn pha năng lượng mặt trời SFL02. Nếu có nhu cầu tìm kiếm thông tin sản phẩm và đặt hàng thì bạn có thể truy cập nhanh vào website yamafujisolar.com để được hỗ trợ nhanh chóng nhất.